Chào các đồng chí. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Triệu Nguyễn Huyền Trang. Các bạn đang xem tập tiếp theo nằm trong series Văn học yêu lại từ đầu. Mình thực hiện để hưởng ứng chủ trương học văn đúng nghĩa, không học vạch, không học thuộc, không chép từ văn mẫu đến từ Bộ trưởng Bộ Dục Nguyễn Kim Sơn. Và mình cũng rất muốn đồng hành cùng các bạn học sinh Việt Nam trong việc tìm lại tình yêu với môn ngữ văn. Các bạn ơi, hôm nay đã là cuối tháng 4 và chỉ còn hơn một tháng nữa thôi thì các bạn lớp 9 sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp. Sau đó đến lượt các bạn lớp 12. Đây đều là những kỳ thi, những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Trong giai đoạn như thế này thì chúng ta sẽ đừng được nghe những câu như là quyết tâm lên, cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ hơn nữa đi. Mình cũng công nhận là thời điểm nó mang tính quyết định ấy, thì chúng ta sẽ cần phải nâng cao cái ý chí của mình. Thế nhưng mình cũng muốn nhắn các bạn rằng hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, nghỉ để đi tiếp chứ không phải nghỉ để dừng lại. Chúng ta sẽ cần phải biết yêu bản thân ấy, cần phải biết chọn được một cái giới hạn cho chính mình, phải tách bản thân ra khỏi những nguồn tiêu cực, dù đó là về thể chất hay là về tinh thần. Các bạn sẽ dành thời gian để cân đối, sắp xếp lại, để xem là học khi nào, nghỉ khi nào, và nhớ nhé, phải tránh xa tất cả những thứ mang tính tiêu cực độc hại. Đó có thể là những cái lời chê khiến chúng ta bị nhụt chí, khiến chúng ta cảm thấy nản lòng, và nó có thể đến từ rất nhiều nguồn, có thể là từ bạn bè, thầy cô hoặc chính bố mẹ chúng ta. Đương nhiên mọi người có thể phê bình nhưng phải mang tính đóng góp xây dựng và khiến chúng ta tốt hơn. Còn nếu như không thể làm mình tốt hơn được thì có thể là không nên nói nhiều. Bản thân mình ngày xưa cũng thế. Những lúc quan trọng ấy, thì nên ở một mình nhiều hơn và nên nghĩ nhiều về cái mục tiêu của mình, tách mình ra khỏi đám đông để thật sự tập trung cho mục đích và ước mơ của bản thân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một tác phẩm văn học trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bài thơ về tuổi đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Dù sao thì đây cũng là nội dung học thuật, các bạn cũng giữ tập trung nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau học thôi. Các bạn dở sách ra để chúng ta cùng học nhé. Ở đây thì mình muốn các bạn dở sang trang 132 trước ở phần cuối bài thơ và khoanh vào cái dòng là 1969, vào năm 1969. Tại sao nó lại quan trọng? Tức là nền văn học ấy, thì mỗi một cái giai đoạn nó lại có một cái đặc điểm khác nhau. Và sau này lúc mà ôn tập thì mình sẽ cố gắng làm một số tập postcard để nói về những cái đặc điểm riêng của từng giai đoạn văn học. Và khi mà các bạn nắm được những đặc điểm này thì các bạn sẽ có thể bình luận, phân tích và đánh giá về tác phẩm theo cùng một cái nhóm. Ví dụ như là thơ ca kháng chiến sẽ có đặc điểm giống nhau. Bài thơ này được viết năm 1969 và để nhớ được thì các bạn cứ gắn với cái năm mà Bác Hồ qua đời, Bác Hồ mất. Đấy, và đây cũng là lúc mà cái cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào cái giai đoạn căng thẳng khốc liệt nhất. Các bạn còn nhớ cô Phương Định không? Trong Những Hoa Xa Xôi ấy, được viết năm 1971 thì nhà văn Lê Minh Khuê cũng là một cô gái thanh niên xung phong và cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cũng sống trên đường mòn Hồ Chí Minh, và nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng như vậy. Nhà thơ Phạm Tiến Duật thì sinh năm 1941 và mất năm 2007, và nhà thơ quê gốc ở tỉnh Phú Thọ. Có bạn nào người Phú Thọ không? Bà nội của mình ấy là người Phú Thọ. Và sắp tới đây thì bố và bà của mình cũng lại quay về Phú Thọ sống. Trong gia đình nhà thơ Phạm Tiến Duật thì bố là nhà giáo và mẹ là nông dân. Nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng được bố mẹ định hướng từ sớm và cũng học tốt lắm. Sau đó thì có tốt nghiệp khoa ngữ văn đấy, sư phạm ngữ văn đấy. Và tiếp theo thì lại không được đi làm giáo viên mà phải đi nhập ngũ. Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã có hẳn 8 năm sống và chiến đấu trên cái đường mòn Hồ Chí Minh để có tư liệu mà viết thơ, mà sáng tác. Nên là bây giờ khi các bạn mà có nghe cái câu văn là đời ấy và không thể viết nhớ những gì mình sống ấy, thì đừng có nghi ngờ gì cả. Bởi vì tất cả những cái nhà văn, những nhà thơ, những tác giả lớn trong lịch sử văn học Việt Nam, kể cả thế giới đều chứng minh như vậy. Phải có trải nghiệm, phải có cái sự va vấp, va chạm, phải có tư duy, phải có một cái lối sống thì chúng ta mới có thể viết được. Ngày xưa đi học ạ, mình thắc mắc mãi là tại sao lại là bài thơ về tuyệt đội xe không kính. Tại sao không chỉ là ngắn gọn như kiểu đồng chí này, Tây Tiến này, hoặc là tiểu đội xe không kính thôi. Mình thì mình nghĩ là ở đây nhà thơ muốn nhấn mạnh về thể loại văn học. Đây là một bài thơ dành riêng cho tiểu đội xe không kính. Tức là muốn bày tỏ cái tâm tư, tình cảm, cái sự yêu mến quý trọng của mình đối với tiểu đội xe không kính. Và bây giờ tôi sẽ viết một bài thơ để tri ân các anh. Thì mình nghĩ là như thế. Thế còn không biết là thầy cô giáo giảng các bạn như thế nào? Các bạn có ý kiến gì không? Các bạn thử nghĩ mà xem. Thắc mắc chứ đúng không? Nhà văn Kim Lân không viết là chuyện ngắn vợ nhặt. Hoặc là nhà thơ Quang Dũng không viết là bài thơ về binh đoàn Tây Tiến mà chỉ là Tây Tiến thôi. Đúng là mỗi một tác giả lại có một cái nhu cầu, sở thích, có một cái đặc điểm, trường phái riêng. Thế nhưng chúng ta cũng đặt dấu hỏi đúng không? Thì các bạn cứ thử nghĩ xem nhá.
Về nội dung của bài thơ thì chúng ta có thể chia làm 4 đoạn. Đoạn đầu tiên là hai khổ đầu, nói về cái tư thế của người lính trong tiểu đội xe không kính. Họ lái xe với cái điều kiện như vậy thì họ có cái tư thế, có tâm thế như thế nào. Hai khổ tiếp theo là ở đoạn thứ hai, khắc họa tinh thần lạc quan. Hai khổ tiếp theo nữa là nói về tình đồng đội của người lính là đoạn thứ ba. Và khổ cuối cùng cũng là đoạn cuối, đoạn thứ tư, chính là nói về cái ý chí, là cái lòng quyết tâm, là lý tưởng chiến đấu vì miền Nam, vì Tổ quốc của những người thanh niên này. Và bây giờ chúng hãy đi rất là nhanh thôi. Mình sẽ nhấn mạnh những cái ý, những cái từ mà dựa vào đó chúng ta có thể phân tích được những cái ý nghĩa, những tầng lớp sâu xa của bài thơ này, được chưa? Ở hai câu thơ đầu tiên ấy, thì nó như một cái lời giải thích. Vì sao xe tôi lại không có kính? Bởi vì bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Tức là không phải xe tôi vốn nó không có kính, mà nó có. Chẳng qua là cái chiến trường nó khốc liệt quá, bom nó rội suốt, xong rồi là nó rung ầm ầm như thế, kính nó vỡ hết, chẳng còn nữa. Thế trong cái điều kiện đấy thì cái người lái xe, người lính hiện lên, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Cái từ ung dung á, các bạn có thấy không? Nghe cái từ đấy thôi á, tính từ đã thấy là cái tư thế của người lính, cái tâm thế, cái tâm trạng của họ, tinh thần như thế nào rồi, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Không có gì phải dối hết cả lên cả, chuyện đâu vào đó, kiểu gì cũng phải giải quyết. Ở đây thì có cái sự đảo ngữ đúng không ạ? Đáng lẽ là ta ngồi buồng lái một cách ung dung, hoặc là ta ngồi rất ung dung trong buồng lái, nhưng mà không, ung dung buồng lái ta ngồi. Tại vì cần phải có cái sự hiệp vần á, ở trên là kính vỡ đi rồi và ở dưới là ta ngồi. Và có cái sự hiệp vần với nhau trong bài thơ, nên là các bạn phải được đảo ngữ. Hoặc là nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, tức là trong cái điều kiện như thế, kính nó vỡ rồi nên là rất là thoáng. Thế thì tôi nhìn mọi thứ. Và lặp lại cái từ nhìn, nhìn, nhìn ở dưới lại thế, thì là biện pháp điệp từ để nhấn mạnh, để có thể nói về những cái quang cảnh, sự vật, sự việc mà những người lính, những người chiến sĩ có thể nhìn thấy được khi mà họ đang sống trong một cái điều kiện, họ đang phải chiến đấu, họ phải hành quân và vận chuyển, lái xe trong điều kiện như thế, thì họ có thể nhìn được những cái điều đấy. Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, tức là không có kính nên là khi gió thổi mạnh ấy, bụi mắt lắm. Lúc đấy kính xe không có mà kính mắt cho người không có luôn ấy, làm gì có. Hồi đấy tư trang các thứ thiếu thốn đủ bề ấy. Các bạn có xem về phân tích bài thơ đồng chí ấy, còn thấy được là anh em bộ đội ấy, còn đói, còn mỗi răng với mắt thôi, gầy nhơ xương ra mà vẫn phải chiến đấu. Chứ không phải là phải đợi được ăn no xong rồi là phải được có súng đẹp, có xe đẹp mới đi chiến đấu đâu. Phải khắc phục được khó khăn chứ, đợi điều kiện hoàn hảo thì có mà 100 năm nữa đất nước không được giải phóng. Thế mới là người Việt Nam. Thế sau đó này, khi mà thấy gió vào xoa mắt đắng thì thấy con đường chạy thẳng vào tim. Con đường nào đấy? Đường Hồ Chí Minh, đường mòn Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn, con đường tiếp tế, con đường huyết mạch, con đường huyền thoại. Nhờ vào con đường đó mà chúng ta có thể tiếp tế cho quân đội miền Nam, để người miền Bắc có thể vào giúp đỡ người miền Nam trong việc là giải phóng đất nước, để có thể thống nhất được Việt Nam. Rất nhiều người muốn lật lại lịch sử, muốn xét lại lịch sử thì nói rằng người miền Bắc họ gọi là Việt Cộng, gọi là Cộng sản, là Bắc Việt vào để cướp miền Nam. Hơi bị nhầm luôn. Người miền Bắc lại không có cướp cái gì cả. Chính người miền Nam, ở trong miền Nam có cả một chính phủ riêng luôn để lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nếu như một đất nước mà thật sự hòa bình và phát triển thì tại sao lại phải có một cái chính phủ khác? Người dân miền Nam mà hạnh phúc thì tại sao lại có những người dân phải vứt bỏ hết tất cả để chống lại cái chính quyền đó? Họ sẵn sàng gia nhập vào Đảng Cộng sản để họ có thể kháng chiến được. Và trong cái bối cảnh như thế thì những người lính của chúng ta thấy sao trời và đột ngột cánh chim như xa như ùa vào buồng lái. Sao trời là gì? Là lúc mà chúng ta đi buổi đêm thì mới thấy, đúng không? Cánh chim là buổi bình minh. Vậy thì cái câu thơ này cho thấy được là lịch làm việc, cái lịch mà hành quân ấy, rồi thì là lái xe tải đường dài ấy, không ngừng nghỉ, mệt thì nghỉ một tí rồi lại tiếp tục chiến đấu, không kể ngày đêm, thậm chí là phải lái xe buổi đêm để tránh cái sự dòm ngó của quân địch. Những lúc nào mà địch nghỉ, địch ngủ thì mình sẽ bắt đầu đi làm, và bất kể thời gian luôn phải cố gắng để mà có thể tranh thủ được những cái thời khắc vàng như vậy, để xe có thể đi qua được những cái miền đất nó khói lửa mưa bom và tiếp tế được cho quân đội, cho những cái con người Việt Nam đang chờ đợi chúng ta ở trong miền Nam. Các bạn có đọc qua hoặc là xem kỹ cái video về những xa xôi thì sẽ biết được cái tinh thần đó, và chúng ta phải liên hệ với nhau nhé. Sau đó hết cái đoạn đầu tiên là khắc họa về cái hoàn cảnh làm việc, hoàn cảnh lao động và cái tư thế của những cái người lính lái xe. Thì nhà thơ Phạm Tiến Duật có nói về cái tinh thần lạc quan. Lạc quan là cái gì? Là không có kính, thì có bụi. Cái chữ thì tức là thơ của Phạm Tiến Duật ấy, thường là dùng nhiều khẩu ngữ và nó rất là bình dị, thân thương, nó dễ thuộc và dễ hiểu lắm. Thì có bụi, tức là
gia đình không có điều kiện kinh tế thôi, ừ con biết rồi, kiểu như là mình cũng chấp nhận á, và mình cũng vui vẻ với cái điều đấy á, mình sẽ có thể thỏa hiệp được với điều kiện thiếu thốn để mình có thể vươn lên. Khi mà có bụi ấy, thì bụi phun tóc trắng như người già, tức là trong những cái bối cảnh khó khăn á, những cái rất là éo le mình vẫn có thể tếu táo và hài được, kiểu ôi anh nhìn tóc của anh kìa như cái ông già ấy. Đấy, người ta trêu nhau, người ta đùa với nhau như thế, hoặc là chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Các bạn thấy được sự lạc quan đúng không? Không lạc quan người ta cười. Nếu như những người không lạc quan thì người ta sẽ kêu ôi bụi quá, bực mình quá đi mất, xong rồi là sẽ ngồi rồi đi gội đầu đúng không, hoặc là sẽ nói với nhau là ôi nhìn anh kinh chết đi được, nhưng mà không, trêu nhau thôi, mặt lấm lem, đầu thì đầy bụi, xong rồi là quần áo thì rách dưới á, tại vì chiến đấu mà làm gì có quần áo mới của nó đẹp đâu, không có quần áo như bây giờ mình đang mặc đâu đấy, nhưng mà thôi kệ, vẫn là đồng chí của nhau, biết cả cái hoàn cảnh như thế thì thôi động viên nhau và cười thôi. Nó cũng giống trong bài thơ đồng chí ấy, áo anh rách vai, quần tôi có phải mảnh vá, miệng cười bút giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Thế thì những người đồng chí trong kháng chiến chống Pháp thương nhau tay nắm lấy bàn tay, chia nhau từng tí một. Thế còn ở đây kháng chiến chống Mỹ cũng thiếu thốn như vậy, và chỉ biết động viên và cùng nhau cười, cười trừ, cười để nó qua đi, để có thể cùng nhau để tiến tới miền Nam, được chưa? Sau đó hồ thơ tiếp theo cũng kiểu như vậy, không có kính ở thì ướt áo, biết rồi không phải nói nữa. Mưa tuân mưa xối như ngoài trời, mưa nó mưa kiểu mưa rừng á, nó rất là mạnh, và sau đó là nó cũng đau đấy các bạn ạ, nó tạt vào mặt đó, đi nhanh mà. Thế xong rồi chưa cần thay, lái trăm cây số nữa, mưa ngừng gió lùa khô mau thôi, tức là cũng chẳng có đặt nặng cái vấn đề đấy. Mưa thì sợ ốm ấy, không thôi cứ đi, dừng làm sao được, phải tranh thủ từng lúc để đi, mà bây giờ dừng lại để phơi quần áo, để thay bộ quần áo thì có mà lỡ hết việc. Nên là những người chiến sĩ vẫn cần phải chấp nhận cái hoàn cảnh ngặt nghèo, và thôi cứ đi, một lúc mà nó khô ấy mà, làm tiếp đi thôi, đúng không? Thế thì cái tinh thần đấy không phải lạc quan, không phải là tinh thần biết vượt lên hoàn cảnh, vượt lên nghịch cảnh thì là cái gì? Ở trong hai đoạn thơ này không chỉ là những cái điều kiện ngặt nghèo của chiến tranh thiếu thốn, mà còn là điều kiện thiên nhiên, nhưng vẫn không vì thế mà dừng lại, tiếp tục tiến lên. Các bạn cũng thế, ôn thi vất vả rồi thì nay bố mẹ nói thế này, mai thầy cô nói thế khác, rồi bạn bè cũng có những cái áp lực đồng trang lứa đúng không? Nhưng mà không vì thế mà chúng ta ngừng lại cái việc học của mình. Mình vẫn phải nhớ trong đầu ấy, là mình ngồi đấy là làm gì, ước mơ của mình là gì, mục tiêu của mình là gì, và bỏ hết ngoài tai những cái điều kiện kia đi, bỏ hết những cái khó khăn đó đi, mình phải vượt lên trên được cái điều đấy, và tốt là nên tách nó ra. Sau đó thì mình tập trung vào cái mục tiêu của mình, chỉ nhắm một cái đích và chạy liên tục đến đó. Những người ngày xưa, những người thế hệ trước đã như vậy, và bản thân các bạn ngày nay vẫn như thế đấy. Người Việt Nam mà có đi đâu đâu, vẫn là những cái tinh thần đấy, chẳng qua là cái cách biểu hiện, cách thể hiện nó khác nhau. Bởi vì mỗi thời lại mỗi khác, lại yêu cầu con người cần những cái điều khác nhau. Thời ngày xưa cần phải chiến tranh, cần phải đi kháng chiến để có thể giải phóng dân tộc, còn ngày nay thì cần phải học hành, nghiên cứu, làm việc để có thể phát triển được đất nước. Thì chúng ta sẽ có biểu hiện khác, nhưng cái tinh thần cốt lõi người Việt Nam sẽ không thay đổi. Đoạn tiếp nữa, những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội, nói về cái sự quây quần, cái sự đoàn kết đúng không? Đi qua mưa bom bão đạn, bao nhiêu những cái nguy hiểm rình rập trong suốt quãng đường dài hàng nghìn km, và vẫn có thể cố gắng lết từng bước, lết từng đoạn đường để có thể tề tựu đông đủ và gặp được nhau. Gặp để làm gì? Để đoàn kết lại, để đoàn kết lại để vì cái mục đích chung, đó là làm sao để có thể vào miền Nam và giải phóng đất nước. Cũng giống như chúng ta ấy, vì cái tinh thần là cải cách học văn nên gặp nhau ấy, và tề tựu ở đây ấy, thì ngày xưa những cái tiền nhân của mình, những thế hệ cha anh cũng như vậy, và họ gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới, bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. Cái hành động bắt tay để làm gì, giải thích nó ra nhá. Trong bài thơ đồng chí là nắm tay nhau, thế còn đây là bắt tay nhau, chung chí hướng mà, là những người mà chung lý tưởng, là những người anh em đồng chí của nhau, bắt tay nhau để chúc mừng, để có thể động viên nhau là cố lên, biết nhau rồi đấy, để làm quen, để có thể đoàn kết lại được. Sau đó này, bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa, nghĩa là gia đình đấy. Nói về cái tinh thần đồng đội đúng không ạ? Một cái cuộc chiến mà không hề có tinh thần đồng đội, không hề có cái sự đoàn kết thì sẽ không bao giờ thành công được, bởi vì nó rất gian khổ. Những việc càng lớn thì lại phải cần những cái sự đoàn kết to lớn và đồng tâm hiệp lực, thậm chí là năm này qua năm khác. Các bạn cũng đừng ngây thơ nghĩ rằng để cải cách học văn chỉ cần một chị Trang và chỉ cần làm khoảng 50 video. Phải cần 100 người như thế này, hoặc là hàng nghìn, hàng vạn người, thậm chí là hàng nghìn cái video. Lúc đó mọi người mới ý thức được là đấy, giới trẻ cần như thế, Gen Z, Gen Alpha cần cái điều đó ở môn văn. Và thầy cô, bố mẹ, phụ huynh hãy cùng chung tay lại để giúp đỡ các em. Lúc đấy mới tạo được sự thay đổi.
nên là các bạn phải kiên trì lên, cố gắng lên nhá. Sau đó này, võng mắc trông chênh giữa đường xe chạy, lại đi trời xanh thêm. Trong cái điều kiện nó khó khăn như vậy, mọi người vẫn cố gắng để có thể khắc phục được. Bếp Hoàng Cầm á, vì sao có bếp Hoàng Cầm có biết không? Nhìn lên màn hình. Cái bếp Hoàng Cầm này là nấu để có thể tránh khói á, và quân địch không phát hiện ra được. Chung bát đũa, nói về cái mâm cơm đúng không ạ? Mâm cơm quây quần và cái yếu tố gia đình để gắn kết thêm, để có thể nhấn mạnh từng đồng đội là đồng đội của nhau, là người nhà, là người một nhà, là người Việt Nam. Và trong cái gian khổ như thế, sẵn sàng mắc võng để đi ngủ thì vẫn có thể tiếp tục đi để trời xanh thêm. Các bạn ạ, bao giờ các bạn nghe bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, các bạn sẽ liên hệ được giữa tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi và tác phẩm bài thơ về Tuổi Trẻ Không Kính. Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đi chiến đấu anh dũng như thế nào và cũng lãng mạn, cũng rất là con người ấy. Các bạn có thể liên hệ với bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, cũng là bài thơ của nhà thơ Mạnh Tiến Duật luôn nhé, để chúng ta mở rộng cái bài phân tích ra. Và nhớ này, lại đi trời xanh thêm. Trời xanh thêm là cái gì? Càng đi trời càng xanh, càng cố gắng thì cuộc sống sẽ càng thay đổi, nó sẽ càng tươi sáng hơn. Cũng giống như bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá ấy, trời mỗi ngày lại sáng. Con người ấy phải có cái sức lì, phải có cái sự lì lợm, có sự gan lì để có thể vượt qua được những cái đêm đen, những cái khó khăn, sau đó mới đến những ngày khải hoàn. Chứ đừng có nghĩ là vừa mới sinh ra mọi thứ đã ok hết rồi, đã ổn hết rồi. Không, nó có khó khăn và phải thử thách thì lúc đấy mới có thể biết được mình giỏi như thế nào. Và đoạn thơ cuối cùng, đoạn thơ cũng là để kết lại bài thơ này: không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe thùng xe có xước. Tức là lại càng nhấn mạnh, lại càng nói thêm nữa về những cái khó khăn, những cái mất mát, những cái yếu tố mất mát về vật chất, về cả tinh thần nữa luôn đấy. Đừng nghĩ là chỉ có là xe không có kính thôi, mà thậm chí là đồng đội hy sinh rất nhiều. Anh em của mình, đồng đội của mình vừa mới nhìn thấy đó mà một quả bom rội xuống, mất cùng một lúc rất nhiều người, hàng chục, hàng trăm người cùng hy sinh. Nó đau thương, nó mất mát, nó tổn thương như thế nào, nhưng vẫn phải tiếp tục đứng lên. Bởi vì mình phải đứng lên hộ những người đã ngã xuống nữa, đúng không? Và xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước. Tức là trong mọi điều kiện ngặt nghèo như vậy, chúng ta vẫn không dừng lại, vẫn phải chạy vì ai? Vì miền Nam, vì giải phóng miền Nam, để miền Nam có thể thu về một mối, và chúng ta là một đất nước, chỉ có một lá cờ thôi, chỉ có một chính quyền, chỉ có một đảng lãnh đạo thôi. Và để có thể đạt được cái điều đấy thì chỉ cần một điều duy nhất, chỉ cần trong xe có một trái tim. Tức là khi nào trái tim còn đập, khi nào còn sống, còn hơi thở, là còn cố gắng, là còn chiến đấu, là không thể ngừng lại được cái công cuộc kháng chiến đấy. Và cái tinh thần bất khuất, cuột cường, kiên trì, không lùi bước này, đó chính là lý do mà vì sao chúng ta có thể dành 21 năm để giải phóng miền Nam, để thống nhất đất nước, để có ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, được chưa? Đây chính là nội dung chính của bài thơ này. Các bạn cố gắng lại đưa thêm những cái chi tiết về nhà thơ Phạm Tiến Duật và so sánh những bài thơ khác để mở rộng nội dung nhé. Có một câu nói, mình không hề bắt các bạn phải học thuộc, nhưng mình cũng tin chắc rằng có rất nhiều bạn đã nhớ rồi. Văn là đời, học văn tức là học làm người. Và các bạn thấy không, ngay cả trong một video phân tích tác phẩm văn học, mình cũng chọn đăng vào ngày 30 tháng 4, nó có sự liên kết hết đấy. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2022 và là kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông về một dải và không còn tình trạng chia cắt đất nước theo đúng như di nguyện của Bác Hồ trước khi mất. Các bạn biết không, trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của Việt Nam thì đã có vô cùng nhiều những trận thắng oanh liệt. Thế nhưng, vì sao đất nước chúng ta luôn luôn ghi nhớ ngày 30 tháng 4? Lý do một phần ấy, bởi vì chúng ta đã chiến thắng được quân đội mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó là Mỹ, và sau đó có thể thống nhất quốc gia, đất nước thu về một mối và người dân Việt Nam đã có thể cùng nhau chung tay để chung sống và sau đó phát triển đất nước, không còn bị chia cắt, không còn chia rẽ dân tộc như một số quốc gia khác trên thế giới. Và nội dung của tác phẩm bài thơ về Tuổi Đội Xe Không Kính cũng một phần chứng minh, giải thích được vì sao đất nước Việt Nam, những con người nhỏ bé lại có thể chiến thắng được một quân đội mạnh mẽ như vậy. Các bạn biết vì sao không? Và đó cũng chính là bài học, chính là thông điệp ngày hôm nay trong tác phẩm mà chúng ta có thể rút ra được. Theo mình ấy, thì thông điệp đầu tiên đó chính là tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên khó khăn nghịch cảnh của người trẻ Việt Nam nhiều thế hệ để có thể sống vì mục tiêu, mục đích của đời mình, để có thể theo đuổi ước mơ lý tưởng của mình. Ngày đó, cách đây 5-60 năm, thanh niên Việt Nam đã không chờ đợi Bác Hồ phải sắm cho họ những vũ khí tối tân nhất, phải sắm cho họ những chiếc xe ô tô vận tải hiện đại đời mới nhất thì mới tham gia chiến đấu. Sau hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến thì đất nước mới có thể thống nhất
và chúng ta mới có ngày kỷ niệm 30 tháng 4 hôm nay. Và mình mong rằng bản thân chúng ta cũng là người Việt Nam, là thế hệ con cháu, là tương lai của đất nước cũng có thể học hỏi được tinh thần đó và áp dụng vào trong chính thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Sẽ không bao giờ có một điều kiện hoàn hảo, một mốc thời gian lý tưởng, một điều kiện về tài chính, về kinh tế lý tưởng để chúng ta học tập, mà chúng ta sẽ cần phải tận dụng những thứ đã có rồi khắc phục những thứ chưa có để biết vươn lên. Mình công nhận với các bạn là giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế, và không chỉ trong mỗi lĩnh vực giáo dục, đất nước vẫn còn chưa hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể phát triển được. Chính chúng ta cũng là một phần của giáo dục. Chúng ta tốt hơn, chúng ta thay đổi thì nền giáo dục rồi cũng sẽ phải thay đổi. Vậy thì tại sao chúng ta không hành động đi, chúng ta không cặm cụi mà làm việc đi, mà chúng ta lại ngồi chê nhau? Và thông điệp thứ hai cũng là một lời nhắc trong ngày 30 tháng 4 dành riêng cho thế hệ trẻ. Độc lập, hòa bình khó lắm, có rồi thì phải cố mà giữ. Không phải tự nhiên mà chúng ta có một đất nước hòa bình, không tiếng súng, tiếng bom. Không phải tự nhiên mà chúng ta được đến trường. Cũng không phải tự dưng mà một Việt Nam đau thương bước vào từ chiến tranh với hoang tàn mà bây giờ lại có thể phát triển, có những con đường, có những cây cầu, có những tòa cao ốc chọc trời. Trong quá khứ, nhờ vào những thế hệ tiền nhân đi trước, chúng ta đã có một lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng. Và trong tương lai, nhờ vào những người trẻ ngày hôm nay, hy vọng rằng Việt Nam sẽ lại có một trang sử về phát triển đất nước cũng hào hùng không kém. Chúng ta cần phải giữ gìn được nền độc lập hòa bình, không để cho kẻ thù chia rẽ dân tộc, chia rẽ những tầng lớp nhân dân, chia rẽ những nhóm người với nhau, bố mẹ với con cái, phụ huynh với thầy cô, hoặc là giữa giai cấp khác nhau. Làm sao để giữ cho màu cờ luôn đỏ, không bị phai nhạt theo thời gian, và phải giữ được một đất nước ổn định về chính trị để có thể phát triển về kinh tế, giáo dục, y tế, tất cả mọi mặt khác. Đất nước Việt Nam là một và dân tộc Việt Nam là một. Bao nhiêu người chấp nhận ngã xuống để giữ được màu cờ sắc áo. Hy vọng rằng thế hệ chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục mạnh mẽ và vững vàng, tiếp tục lạc quan, vươn lên khó khăn nghịch cảnh, sẽ không để cho bất cứ thế lực nào có thể chia rẽ dân tộc và khiến cho lá cờ bị phai nhạt theo thời gian. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Lớp biển quyết chí cùng làm nên.